Hello xin chào cả mọi người, kênh Nhã Vlog nha. Thì mình là Dẻo Ri. Thì kế bên Sang đây mọi người. Thì hôm nay có mình với Sang ở nhà tay mọi người. Với thằng ba. Thằng ba. Biết chuyện nào mới được như thằng ba đây. Thằng ba. Thì mình nằm nãy giờ cũng suy nghĩ ra được cái tướng này chắc là hay mọi người. Thì cũng có trên TikTok mọi người. Lúc mình cũng thấy, vui quá mình bắt trước làm. Thế nó còn cái nít mà điện thoại nít. Đó. Mày để đi làm cho tao điện ra. Làm gấp biển gì đi. Gấp biển mà. Ừ. Chứ giờ mấy đứa đó có đây đâu. Tôi quay chưa? Ok. Gấp biển gì làm được. Ừ, tôi thôi. In nha. Được rồi đó. Mày đứng ai? Chưa tắt đi. Để điện chung một lúc. Không ai bấm máy gì. Alo. Alo. Nghe, gì á? Điện cái gì á? Ai điện mày? Alo, alo. Nghe. Nghe nè. Cái gì? Nói. Thì nói đi trời. Nói cái gì? Tao có điện gì đâu mà nói. Mày bị ngáo gì vậy? Điện khùng này. Mày nói khùng quá, mày điện tao ra, mày hỏi gì vậy? Mày mới chơi đồ hay gì vậy? Mày mới chơi đồ á, mày khùng như vậy, mày mẹ đi. Đừng điện tao nói chuyện, không nói chuyện thôi. Mày bị điện tao luôn á. Ủa mày là, mày mất dạy đó nha. Mày mất dạy đó, nói chuyện thôi, mày tao mày mất dạy rồi đó. Mày tao tao lắm, mày bị vợ tao không tao nè. Ủa? Mày nghe tao nữa. Mày điện tao, mày nói gì vậy? Sao vậy mày điện tao mà nói gì vậy? Cái gì là sao? Mày đang nói với dẻo cái gì? Tao đang nghe nhà tao. Hà dẻo có đó không? Nó điện tao nè. Thằng dẻo điện hỏi mày chứ liên quan gì tao quá. Bị ngáo đá gì vậy? Mày nói chuyện gì vậy? Thằng dẻo điện tao cho mày nói chuyện. Nói xàm quá mày, tắt mẹ đi. Tại mày mới xàm á. Tao điện ngáo. Cứ giỡn đi nghe. Alo. Mày lại tem chưa? Này. Mày là ai? Nghe nè. Ủa? Mày điện tao làm cái gì? Ủa tại sao lấy cái nắp sang điện em? Rồi có đâu gì mày đang nói với dẹo không vậy? Em đang ở nhà mà đang bệnh nằm nhà ăn cháo nè. Ừ, mày điện tao chi? Ủa chứ anh điện em chi? Mày điện tao luôn á, ăn ở đó với dẻo đúng không? Anh điện em luôn á. Mà mày đang ở đó với dẻo đúng không? Ở nhà một mình à. Một mình đi sao dẻo điện tao mà mày nói chuyện? Ủa cho mày giỡn cái đâu? Anh nói chuyện mày không? Rồi mày giỡn cái tao mày vậy? Từ từ tao lại xíu tao lại đem xíu lại đem đi nói chuyện. Mẹ điện cứ cưới hoài. Mày điện tới rồi mày nói gì vậy? Còn anh lấy đến xe em điện em rồi nói gì cái khơi vậy? Không có à, không có điện à. Để nhà không có điện ai à? Để nhà đang chuẩn bị... Đang tắm chuẩn bị vô đây nè, tao điện mà làm gì? Ủa chứ em có điện anh đâu rồi. Tao điện thì tao lấy số điện thoại tao điện mày, mẹ cho gọi đi tao điện chi? Sao lấy gì cái nít phước của xe điện chi? Tao làm chứ bận quá, chứ đất mẹ nó chạy vô đây tới giờ nè. Chạy đâu chạy đi, chị khùng cái gì xem sao.
Dạ, nói lẹ đi. Còn mày điện tao mày nói gì á? Mày bị ngáo gì vậy trời? Mày bị ngáo á, mày điện tao mày nói gì á? Mày lại nha. Nghe nè, nói lẹ đi, đang tao buồn đi chạy xe. Chạy xe đó. Có gì nói mày. Mày điện tao mới cái đập này luôn á, mày bị ngáo gì vậy? Mày lấy, mày đang ngồi kế trang không? Mày với anh Trang dành đang ở cái bên nhau không? Tao đang ở nhà. Mày với thằng dè, mày với dẹo điện thoại đi, mày lấy điện thoại dẹo điện gì vậy? Ủa, mày lấy điện thoại sang điện tao luôn á. Điện nó, tụi mày nói chuyện gì vậy trời trời? Mày nói chuyện gì vậy? Tao mệt nha. Tao mệt á. Mày có gì mày nói lẹ đi vậy? Có gì thì nói. Ủa mày điện. Alo. Mày nói cái đầu mày hay gì? À không có chữ nha, tao không có điện thoại mày nha. Đây tao đang bệnh, tao đang mệt nha, đang quạo nha. Ủa mày mệt tao biết mệt thì gì, mày có gì mày nói lẹ lẹ đi, người ta còn đi nữa. Mày điện tao mày nói lẹ đi. Cái hồi tao đấm mày luôn á, tao có điện mày hồi nào đâu. Mày lẹ tao nói ngàn luôn á. Tao mệt mày quá trời mệt nha, tao tắt bây giờ đó. Mày tắt đi, mày điện tao đó. Mày dẹp luôn đi, mốt đừng có điện tao nữa. Sao tức gì vậy? Có thể ngay vậy nữa trời. Có phút hồ qua luôn nè. Có phút hồ luôn. Tới mày đen phút dẹo điện toàn anh đi nói chửi đi. Ờ anh đi phút hồn à. Cái gì nữa vậy? Alo nghe nè, nói. Alo. Ê ê nghe nè, nói đây. Dạ bà. Alo. Nói đi nghe. Cái gì vậy? Mày điện tao chi á, tao hỏi mày á, mày hỏi tao. Tao nói mày như vậy á, nói lẹ đi, tao không đi nữa. Có điện gì đâu nói ba. Mày bị ngáo đá hả? Mày đen chế biết người ta đang làm nha, mệt mỏi à. Thì nói đi ba ơi ba, con nghe nè ba. Không có điện gì đâu mà nói. Mày nói đi, mày khùng cái gì á, tôi đâu mà mày ngại. Cái gì đâu mà nói ba, ba điện không sao, ba nói. Mày không biết mà mày đi hỏi tao. Anh điện em luôn á, lấy đến xe anh điện em luôn á. Mày đang ở đâu vậy? Đang Tiền Giang. Mày với thằng Dẹo đang với Tiền Giang gì vậy?
ở đây với Tiền Giang hả? Cái gì? Tao hỏi mày dẹo đang với Tiền Giang hả? Mày bị ngáo hả? Dẹo đang ở Tiền Giang nè. Tao hỏi cái thằng dẹo mày đang ở Tiền Giang hả? Cái gì? Tao hỏi mày với thằng dẹo đang ở Tiền Giang hả? Dẹo nào? Con dẹo lâu quá. Tiền Giang mày sao tao nói chuyện với mày? Sao tao nói chuyện với mày? Nói chuyện là sao? Mày bị hạ không vậy? Mày tắt đi mày ơi, mày không mày ơi. Mày biết mày khùng á, chó. Làm gì vậy? Nó đây.
Dạ bên này, dạ bên này là chú Khánh như anh Danh cái này em rồi. Alo. Gì mà mày nghe tiếng âm tay? Alo. Từ từ tôi lại đi qua. Chó nào mình chửi tao nè. Xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay cho mình một like, một đăng ký nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye.